Xin chào cả nhà nha. Hôm nay mùng 6, bên Nấm bắt đầu hành trình chiến đấu tiếp. Rồi, đầu năm chúc cả nhà nhiều sức khỏe. Anh em nào khai trương hôm nay thì hồng phát nhé. Đây, hôm nay mình sẽ chắc hai xe phôi đi. Bây giờ là chiếc này là chắc xong rồi cả nhà. Giờ tiến hành cột bạc và sau đó chắc tiếp chiếc nhỏ. Giờ căng bạc à. Trời hôm nay rất là mát mẻ, có mưa phùn nữa. Đầu năm khai trương mà có mưa là quá tuyệt vời rồi. Ủa đây là tài nè, tài chính, tài nè, tài phụ. Đây, đây phụ anh à, chính uống phê. Đây chắc leo lên nổi đâu. Rồi. Thấy cái màu là Tết nhậu quá, giờ căng cái dây rồi không ra sao rồi. Mà sao vậy? Không biết sao luôn. Đồ cái tay Tết có làm ăn gì vậy bà? Không đây mà nó không chịu ra hả? Đây hồi trước rồi mấy thằng thợ cá chạy không làm. Ừ. Đây phô đây là bà Nguyễn Sám hết nha cả nhà. Đây. Hôm nay đi. Bà Nguyễn Sám. Thì qua cái đợt Tết này thì thời gian mình nghỉ Tết á, tơ nó chạy như thế này. Đây là phòng giống. Bây giờ Nấm sẽ kiểm tra giống, thử ăn Tết xong thì giống nó như thế nào. Đây, giống đây là bịch lớn, ăn Tết xong mà chạy ok đó. À, mấy cái bịch đây thì Nấm đang dò thử. Cái bịch này thì dò hôm qua, bịch này mới dò vừa xong. Đây, dò thử để kiểm tra tơ nó phun đều hay không. Rồi, bịch đây cũng mới dò xong. Đây là hướng bên này là lũ hết nha cả nhà. Bây giờ là ra cái là ok rồi đó. Còn bên đây là mì. Giống mì. Giống này thì cái ok luôn rồi. Giống già rồi đó. À, cái lô này là hôm bữa ngày 18. Đây 18 tháng 1. Thì hôm nay 18 là thành 16 âm lịch đúng không? 16 âm lịch nay là mùng 6 là 20 ngày rồi nè. Cái tuyệt vời luôn. Lô dưới này là lô em. Chậm hơn bên kia mất mấy ngày đó. Chạy chưa hết. Rồi, đây mì. Cũng có cái chạy hết đẹp rồi nè. Lô dưới này cùng. Nói chung là ở đây là cách nhau có một ngày hết nha cả nhà. Là mì. Đây mì hết nè. Dưới đây cũng mì nè. À, có một hộp lúa, lúa này là cấy vào bữa 28 Tết nè. Bữa nay là mùng 6. Lô này thì mới cấy nè, bịch nhỏ. 28 Tết nay mùng 6 thì mới có 7-8 ngày thôi. Rồi, có một ít thôi, vì bên kia bị chặt rồi thì mình đỡ để ký bên này. Đây, 17 nè. Rồi, cái đây thì để mai mốt là bắt đầu cấy. Rồi, lúc sáng thì có xuất đi một ít giống rồi. Nhưng mà đi sớm quá, xe 5 giờ sáng đã xuất phát rồi. Thì hồi 4 giờ sáng thì có người ấy đi. Đóng đi. Nấm ngủ giờ tư 7 giờ mấy gần 8 giờ nè.